Chay Việt Tinh Hoa, nơi lưu giữ và hướng dẫn chế biến các món ăn chay hấp dẫn. Giá hẹ xào đậu hũ hay đậu hũ xào giá hẹ là tên gọi quen thuộc xuất phát từ các nguyên liệu chính có trong món ăn dân dã này. Sự kết hợp giữa giá và hẹ vốn được xem là hai thực phẩm chứa nhiều vitamin, giàu chất xơ, hàm lượng calo thấp cùng với đậu hũ giàu đạm thực vật sẽ tạo nên món ăn thanh đạm. Cách chế biến giá hẹ xào đậu hũ như thế nào? Mời quý khán giả cùng vào bếp Chay Việt Tinh Hoa gặp lại Mạnh Tiến và cô Hoa Hường, một trong các đầu bếp tại Trai Đường, Tòa Thánh Tây Ninh, sẽ hướng dẫn chế biến món ăn này. Đón xem chương trình Chay Việt Tinh Hoa phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút thứ Năm ngày 24 tháng 10 năm 2024 trên kênh truyền hình TTV11, YouTube truyền hình Tây Ninh Giải Trí, website tayninhtv.vn, ứng dụng điện thoại Tây Ninh TV. Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh, thông tin đa dạng, bạn của mọi nhà.